Tôi thấy rằng là bạn là một trong những thí sinh đã chú trọng đến phần biểu diễn trên sân khấu đúng theo tính chất của bài hát. Tôi chỉ thấy có một điều, tức là giống như cảm xúc đôi khi nó không đầy đủ, thành ra là có một vài cái đoạn là hơi mệt mỏi, tức là cảm xúc mình không được liên tục từ đầu đến cuối. Thank you.
Mã số 05, 24 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ Vũ Minh Trang với đêm đầu tiên đã lựa chọn ca khúc Núi Tiếc, một bài hát sở trường của bạn được thể hiện theo phong cách mộc. Và ngày hôm nay thì bạn lại chọn bài hát Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, một ca khúc mang âm hưởng dân gian. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng xem phần thể hiện của bạn cũng như là chiến lược của bạn trong đêm thứ hai này có được ban giám khảo đánh giá cao hay không quý vị nhé. Xin mời ban giám khảo. Xin chúc mừng em. Hôm nay chị mới thấy thực sự là em được hóa thân trong bài hát mà mình hát. Xin chúc mừng. Hôm trước thì chị thấy rằng là cái bài trước em, phần trước biểu diễn ấy, cái giọng rất là yếu và cả một cái bài hát nó không có một cái mạch để lôi cuốn người nghe. Hôm nay em đã hát một bài hát theo chị cũng là rất là khó về thanh nhạc. Một bài trường ca rất là nhiều khúc đoạn. Và em đã xuyên suốt được bài hát của mình và em gửi gắm trong đó cái khát khao, cái tình yêu và cái mơ ước một cái cuộc sống yên vui, của kiếp luân hồi sẽ luôn luôn yên vui. Chị nghĩ rằng đây chính là cái sở trường của em, mang tính chất dân gian đương đại. Phần trước em hát hơi chưa đúng chất của mình. Chị nghĩ rằng nếu ở tiếp những cái vòng sau em luôn luôn đẩy cái chất dân gian đương đại vào trong bài hát của mình thì sẽ đánh thức được trái tim của người nghe. Xin chúc mừng em. Chị thì có một số nhận xét như thế này. Phải nói là trong đêm nay cũng như là các anh chị trong ban giám khảo, chị rất là bất ngờ với phần thể hiện của em. Một sự lột xác hoàn toàn từ trong phong cách biểu diễn cho đến thể hiện và nội lực trong giọng hát. Em có một cột hơi vững, hát rất là chắc. Và chị chỉ xin góp ý một phần nhỏ thôi. Đúng như chị Thanh Lam nói rằng em nên chọn, dù em chọn phong cách nhạc gì, nhưng mà cái cách thể hiện của em là ưu điểm như thế thì em, cái sợi chỉ đỏ đó, đó, em cứ xuyên suốt nó như thế trong cái hành trình đi tìm phong cách của mình. Và một điều nữa là cần tinh tế hơn. Có những đoạn cao trào kịch tính thì mình đã làm rất tốt. Tuy nhiên có những đoạn phải thể hiện rõ cái sự tương phản trong sắc thái giọng hát. Có những lúc mình cần phải mềm dịu và tìm một cái sự đau đớn trong đó.
chứ lúc nào em cũng phô diễn giọng hát như thế thì nó sẽ mệt và khán giả cũng sẽ chưa thấy thực sự là thỏa mãn trong cái cách mà thể hiện của mình, phải cần tinh tế hơn nữa. Cảm ơn em. Thực ra cái tiêu chí của tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho các em lựa chọn 4 thể loại nhạc, nhưng mà chúng tôi thì vẫn rất mong các em hát hay ở tất cả các thể loại. Đó là cái sự đòi hỏi một người nghệ sĩ đa năng. Nếu ở trong dòng nhạc dân gian em hát như hay như vậy rồi, thì sang tại sao ở trong cái thể loại mộc trước mà em cũng không dùng cái tâm hồn này, với cái âm vực này, với cái, những cái giọng hát rất là dày dặn để em thể hiện cái thể loại nhạc lần trước. Tại sao vậy? Câu hỏi này khó đúng không? Thôi được rồi. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà đã hát hay thì tất cả các thể loại, tức là cái tâm hồn của mình đều thể hiện rất là hay. Cái đây là cái Thanh Ngọc có nói trước là cái mộc là sở trường của em, nhưng bọn chị không thấy đấy là sở trường của em, mà chính là ở thể loại này. Chị mong rằng ở lần sau khi mà em không được hát cái dòng dân gian đương đại nữa, là rock hoặc là pop cũng đều hay như thế này. Cảm ơn em. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Và rõ ràng rằng với lựa chọn, với chiến lược của Vũ Minh Trang ngày hôm nay thì bạn đã thật sự tỏa sáng. Và chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban giám khảo để xem bạn có bứt phá trong đêm hôm nay không nhé.